Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lạng Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Lực, sinh năm 1985, ở thôn Lẻ, xã Xuân Hương, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, đối tượng Nguyễn Sĩ Lực có hành vi đập phá miếu thờ tại khu vực hắn sinh sống, nên bị anh Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1971, là người cùng làng nhắc nhở. Tên này đã mang hung khí đến nhà anh Thiệu chửi bới và bị đuổi về. Phán đoán đối tượng sẽ đến miếu thờ, anh Thiệu mang gậy tre dài đến đó và trên đường đi đã gặp Lực đang cầm theo con dao nhọn nên đã vụt gậy tre và tước dao của hắn. Sau đó tên Lực về lấy hai con dao khác đi tìm anh Thiệu trả thù, hắn đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Hậu quả anh Thiệu bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 99%. Nhận thấy hành vi của Nguyễn Sĩ Lực là côn đồ manh động, có dấu hiệu của tội phạm giết người, Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng 4 tháng để phục vụ điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.